Khẳng định là thịt bò nướng đá ở đây rất ngon mọi người ơi, nhưng mà phải đi ăn trong tâm thế kiên định nhá. Tại đồ khai vị, món ăn kèm cũng ngon dã man luôn, dễ bị thao túng tâm lý lắm. Hôm nay thì mình được mời tới dự lễ khai trương nhà hàng Ushimania. Chuỗi này thì đã có ở Hồ Chí Minh từ trước rồi, cơ mà đây mới là cơ sở đầu tiên tại Hà Nội, nằm ở tầng 3 Vincom Metropolis Liễu Giai Ba Đình. Trước khi đến với phần đồ ăn siêu chất lượng mà mọi người nhất định không thể bỏ qua thì mình cùng xem một số hoạt động hôm khai trương nhá. Đầu tiên thì bọn mình sẽ được chụp ảnh check-in nè. Chú bò này cứ nhảy cute cực ý. Xong rồi xem đập bình, múa trống taiko truyền thống của Nhật Bản và tất nhiên không khí vô cùng đông vui và náo nhiệt rồi. Nhưng mình là mình chỉ khoái ăn nhất thôi. Mọi người nhìn qua cái tủ bò này đã thấy chất lượng chưa ạ? Ushimania thì sử dụng loại bò aging được ủ ở nhiệt độ 0 đến 2 độ C từ 14 đến 21 ngày trong tủ bò, giúp bò mềm mọng, ngọt thịt, thơm ngon hơn và giảm được cả lượng cholesterol xấu nữa. Lý thuyết theo mình tìm hiểu được thì là như thế, chứ còn muốn biết ngon hay không thì cứ phải gọi sếp buffet 399 ra ăn thử thôi. Mọi người sẽ được sử dụng toàn bộ các loại bò có ở đây, gọi bao nhiêu cũng được và rất rất nhiều món khai vị, đồ ăn kèm đa dạng, chất lượng xịn dã man. Cơm bò và cơm hải sản cái nào cũng được cho cực kỳ thoáng phô mai luôn, ăn siêu ngon. Đồ chiên thì mình thấy bánh tôm và bánh cá hồi là ngon nhất. Bên ngoài giòn rụng, bên trong mềm ẩm chấm cùng với tương mayo béo béo ngậy ngậy. Salad với trái cây thì mọi người được lấy free thoải mái không giới hạn ở quầy line này nha. Súp miso, súp kim chi cũng vậy nốt. Thôi được rồi, giờ thì tới món chính đi. Thịt bò trước tiên sẽ được ấp chảo tái trong quầy bếp mở. Nếu muốn ăn tái thì mọi người thưởng thức luôn, còn không thì nướng thêm ở trên đá nhâm thạch để tùy chỉnh độ chín theo sở thích. Lưu ý là cứ 8 giây lật mặt một lần rồi ăn luôn dùng tui nha, không nó dai lại bảo là thịt ở đây không ngon là chết dở đấy. Ăn kèm với ba loại sốt là sốt tiêu đen hơi thiên mặn, sốt kiểu Nhật chua chua và sốt yakiniku với mình là ngon nhất, hài hòa hương vị nhất. Thịt bò thì khỏi phải bàn, mềm, thơm, ngọt, cơ mà khuyến cáo là ăn ở mức medium rare sẽ là ngon nhất, chứ chín chín xíu là bớt ngon liền à. Ăn xong mọi người nhớ tạt qua quầy kem làm một cốc rồi về nhá. Nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi đi 4 tính tiền 3, áp dụng đến hết 30 tháng 12, nên mọi người nhớ tranh thủ qua thử trải nghiệm xem sao nha. Chứ mình là ưng Ushimania lắm rồi đó, nói điêu đến Tết mất lộc ạ. Chấm hết.